Buổi gặp gỡ báo chí của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình diễn ra vào chiều 3 tháng 8 năm 2018, ngay sau khi cơ quan công an điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai cán bộ do sở này quản lý. Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở, chỉ trao đổi những thông tin mà ông cho rằng mình được phép chia sẻ. Ông nói lời xin lỗi đến các bậc phụ huynh học sinh, xin lỗi các thầy cô giáo, xin lỗi các em học sinh vì vụ việc vừa xảy ra và xin chịu trách nhiệm những nội dung liên quan tới công tác quản lý của mình. Tôi tin tưởng của anh em, thực ra là các cá nhân có liên quan khi xảy ra cái việc này thì lãnh đạo sở đã mời lên các anh ở bộ phận chấm trắc nghiệm, cổng trưởng chấm trắc nghiệm, các anh ở bộ phận chấm thẩm định, chấm tư luận thì đều khẳng định với lãnh đạo sở là hoàn toàn là có thể yên tâm về cái kết quả của bài thi, đồng thời chịu trách nhiệm trước giám đốc sở và lãnh đạo sở việc này. Chính vì vậy tôi cũng khẳng định với anh. Như lúc nãy ông nói thì ông tin tưởng của anh em của mình và tin tưởng với quy trình của tỉnh. Thì ông có cảm thấy mình đến giờ phút này ông có cảm thấy mình có chủ quan trước sự việc đó không? Tôi nghĩ là mình thì không chủ quan, nhưng mà cái chính là cái bằng cái trực diện của mình và mình tin anh em. Thế còn bây giờ nó xảy ra việc như thế này thì thực ra nói là về phía tôi rất là buồn, rất là ngại. Như truyền hình báo Thanh Niên đã đưa tin, vào chiều 3 tháng 8 năm 2018, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Nguyễn Khắc Tuấn, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý Chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình và ông Đỗ Mạnh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở, Trung học Phổ thông huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Đây là hai người được cho là liên quan trực tiếp đến vụ gian lận thi cử tại tỉnh Hòa Bình gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.